Chào các bạn, đây là cái cây ngải trắng hay là ngải chống độc giống. Thì mình đã ủ trong thùng gạch tông khoảng tầm 4-5 tuần rồi. Thì nó đã ra mầm như thế này rồi, rất là ok. Có những mầm thì nó cao khoảng tầm 3 cm, có những mầm nó cao khoảng 5 cm. Như thế này thì mình trồng thì đạt tỷ lệ nó gần như là 100%. Những cái củ nào mà nó chưa lên kịp thì mình tiếp tục ủ lại. Những củ này mình ủ sau thì nó lên sau. Cái dòng nghệ ngải chống độc này thì nó rất là dễ trồng mà nó không có bị hư, nhưng nó có một cái đặc điểm là nó tới 1 năm nó mới thu. Thì sau 1 năm thì mình sẽ đào lên và mình tiếp tục mình lấy mình làm giống nữa. Những củ nào mà đạt chuẩn mình làm giống, hoặc là mình không làm giống mình lấy mình làm dược liệu. Cái củ ngải chống độc thì nó cái mùa trồng của nó sẽ rơi vào khoảng tầm những cái tháng mùa mưa, từ tháng sáu mùa mưa cho đến tháng 11, tháng 12 năm sau là mình là cái mùa trồng của nó. Còn những tháng còn lại thì mình trồng thì nó vẫn lên, nhưng mà nó sẽ khó nảy mầm. Mình ủ phải rất là lâu, phải tầm 1-2 tháng nó mới nảy mầm. Và khi nảy mầm thì nó cũng yếu hơn cái mùa mưa. Ở đây là một số cây nó đã bung cái tàu lá ra rồi, gần bung tàu lá ra. Thì cái ngải chống độc này nó có nhiều công dụng trong đông y, hỗ trợ về kháng độc, kháng viêm, giải độc, giúp bao tử, dạ dày, rất là tốt. Các bạn nào có cần mua cây củ ngải chống độc giống này cứ liên hệ với mình nha. Số điện thoại là 0966 595 401 hoặc là Zalo 0966 595 401. Thì mình chuyên cung cấp củ ngải chống độc giống, củ ngải chống độc dùng và cũng như là các cái tư vấn liên quan đến cây ngải chống độc này. Xin cảm ơn.